Dạ vâng, tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân được chư tiên nhân rồi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên. Đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư tiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ gia ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa pu ta su ma na pa wan tu a pho bi sa ka chang tu nan tu pa si tang ta ma hi pu ta ni sa me ta sam be me tang ka ro ta ma no ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa ling ta ma hi ne pamata yang kinh chi vi tăng vi ta wa u rang wa sang ge su wa yang rata ba ni tăng na no ta ti ta ha tê na sa chê na su wa ti ho tu kha yang vi ra gan nam a tăng ba ni tăng ya da cha ga sa ya mu ni sa ma hi to na tê tham mê na sa ma ti kinh chi đăng vi
Tiền thiết pháp vô thượng,
do vậy chính Đức Phật là châu báu diệu mong quá chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc kim chân niết bàn do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đứng phật bậc như lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung đa thù. Tu thành muôn hạnh vốn bằng tu hành tiểu dục quy y đi kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự chứng đạt quả giải thoát thể đạo bân tử lạc chu quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vốn như cột trụ đa kheo chôn chằng xuống đất dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc giờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung bần thanh tu đà quần dù khổ tâm vào lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung đức phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng diễn đạt pháp vô thượng hiện thiết pháp vô thượng do vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo
với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng, bậc kỳ chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân này tu hành muôn hạnh vung, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung, chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ. Nam mô Bụt Thầy Già. Kính đại chư cùng đức thượng chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị giờ, hôm nay là ngày thứ bảy, 2 tháng 5 năm 2020. Chúng ta lại có thêm một ngày nữa trong chương trình du học đặc biệt của thời đại dịch Corona. Thưa vị, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đọc qua một số các câu nói của Ngài Ajahn Chah được ghi lại khi mà Ngài đề cập đến thế giới nội tại của chúng ta. Và ở trong đề tài này, Ngài đặc biệt nói đến tâm và trí. Thực ra thì cuộc sống hàng ngày của con người thường quan tâm nhiều lĩnh vực khác như là tiền bạc, quan hệ xã hội, chính trị, văn hóa. Nhưng ít khi chúng ta nhìn vấn đề là cái mấu chốt của mọi phương diện của đời sống vẫn là nằm ở tâm. Thí dụ như chúng ta nói đến văn hóa, hay chúng ta nói đến tiền bạc, chúng ta nói đến tình thân, thì thưa quý vị, bắt nguồn từ nội tâm của chúng ta rất nhiều. Hôm nay có 2 bài viết, một ở trên tờ LA Times, một tờ Washington Post. Ở trong đó, người ta đề cập đến một sự xáo trộn lớn của xã hội. Đó là do đại dịch Corona nên nhiều nhà hàng, những quán ăn không hoạt động hoặc là hoạt động rất giới hạn, chỉ thu gom mà thôi. Người ta nhìn sự việc này như là một sự bất tiện, như là một điều phiền phức có tất cả giai đoạn. Nhưng mà sau nhiều tuần lễ mà không được đi nhà hàng, thì các nhà tâm lý trong những sự thăm dò đã thấy rằng nó tạo nên sự khủng hoảng. Chúng ta quen giao tiếp ở nhà hàng, chúng ta quen thư giãn tại nhà hàng, chúng ta quen tìm thấy một cái sinh hoạt mà dễ dàng, dễ giải quyết. Ví dụ như là có nhiều người hơi lười một chút để nấu ăn, nhưng mà vẫn muốn tạo niềm vui cho tất cả mọi người. Thì thưa quý vị, nhà hàng đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu của sự giao tiếp xã hội của
cuộc sống linh thực. Ở trong nhiều tuần lễ vừa qua thì có một số các nơi, ví dụ ở tại Ý, người ta cấm hẳn đến nhà hàng. Thật ra thì các nhà ngôn ngữ học cho chúng ta biết rằng chữ restaurant ở từ tiếng Pháp có nghĩa là restore, tức là tái tạo hay xây dựng lại, hồi phục lại, khôi phục lại. Người ta đến nhà hàng để khôi phục lại những gì mà người ta cần ở trong đời sống, từ tình thân cho đến sức khỏe cho đến niềm vui. Và bây giờ khi mà người ta không thể đến được nhà hàng thì tạo ra khủng hoảng rất là lớn. Đây chỉ là một khía cạnh mà chúng ta được đến ở trong thời kỳ đại dịch có muôn ngàn sự thứ xáo trộn khác. Nhưng Ngài Trên Trang đặc biệt lưu ý rằng chúng ta không nên nhìn sự việc nó chỉ là bề ngoài, mà đời sống nội tại nó vẫn là cho chúng ta những chìa khóa rất là quan trọng. Trước khi chúng ta đi vào nội dung pháp thoại hôm nay, thì thay mặt đại chúng, chúng kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn mọi người lễ tam bảo, và sau đó chúng ta sẽ trở lại với sinh hoạt. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chào trụ cái rừng Thủy Tổ Minh Hạnh, Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Nói đến cuộc sống thì ngày nay chúng ta có một từ hay mô tả là đa đoan. Ngài qua thường tình sử thì Ngài đôi khi Ngài hay nói chữ đoan là mối. Ví dụ nó dị đoan là cái mối lạ, thì đa đoan là nhiều mối. Và khi mà nói đến nhiều mối thì giống như chúng ta hay than phiền về cuộc sống ở xứ người hay cuộc sống ngày hôm nay, mình tất bật với nhiều thứ. Và nhiều khi mình cảm thấy rằng mình đã trải rộng thì giờ và không biết bao nhiêu nỗ lực cho nhiều lĩnh vực khác nhau, và rốt cuộc thì không có cái gì nó đến nơi đến chốn. Thân tình mà nói thì ở trong cái tu tập cũng như trong đời sống có một cái đầu mối rất là quan trọng mà chúng ta thường hay quên lãng, đó là nội tâm của mình. Có những người sống suốt cuộc đời, và thứ thì
có những thành tựu rất lớn. Ví dụ ông Hughes, ông là chủ của một cái gia sản mà khi ông chết rồi mất 15 năm người ta vẫn chưa có kiểm được hết của chìm của đôi không. Ông có những cái sự thành tựu mà không ai có thể nghĩ là được. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong hồi ký của một người quản gia thì cuối đời ông sống ở trong cái gì rất là chật vật bởi cái sống tinh thần. Ở đây hơn lúc nào hết trong mùa đại dịch chúng ta đang phải đối diện với nhiều thứ để phải lo nghĩ, đặc biệt là bệnh dịch, sự lây nhiễm và tình trạng tài chính, nhất là những việc có cơ sở thương mại. Nhưng mà cho dù có nhiều thứ mình nghĩ rằng rất là ưu tiên, rất là phải quan tâm, thì vì chúng ta không nên quên một điểm hết sức là quan trọng mà Đức Phật này thường nhắc chúng ta, đó là chăm sóc tốt cho nội tâm. Chính vì lý do này tại sao mà trong thời kỳ bị dịch chúng ta lại có thêm 1.5 tiếng đồng hồ sinh hoạt mỗi ngày vào giờ phút này. Bởi vì chúng tôi rất là tin tưởng rằng do cái đời sống tinh thần của chúng ta được quan tâm, ít nhất chúng ta không suy tư như về điểm đó, thì chúng ta sẽ đặt vấn đề đúng chỗ hơn. Bây giờ thì chúng tôi nhờ vị nào phát tâm khoa kỹ hôm nay giờ mời cô Lăng Nhân Nguyệt đọc cho những người của Ngài Trần Cha Ngài Nói và Trí. Và thưa quý vị, ở trong phần này thì chúng ta khởi sự từ câu 30 cho đến câu 43. Bây giờ xin mời cô Lăng Nhân Nguyệt khoa kỹ đọc cho. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giáo Sư Tứ Thành Thầy, chúng con kính trường từng tổ chức đảng đã mở đầu diễn nhập cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc bài viết những lời của Ngài Ajahn Chah. Quán chiếu tiếp theo, trích từ Chẳng Có Ai Cả, No Ajahn Chah, do Ngài Ajahn Chah viết và Tỳ Khưu Khánh Hỷ chuyển dịch. Phần tâm và trí. Câu 30. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình. 31. Đức Phật dạy chúng ta hãy vứt bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ trong khi hành thiền. Phiền não đau khổ, chứ không phải tâm đau khổ. Chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là não. Những gì không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng ta chẳng khốn khổ gì. Cái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi. Dạ, câu này có lẽ là sư đã nhầm. Đến câu 32 chương trong bài thì là câu 31. Thế gian đang ngùn ngụt cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét. Biết cách làm cho tâm an tịnh, tĩnh lặng sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế gian. 32. Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc, thì ở nơi nào bạn cũng an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai nở trong tâm, thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn đến cũng đều là chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng khác chi. Một khi đã biết đọc chữ, thì ở đâu bạn cũng có thể đọc được chữ. 33. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịu nằm bên trong bạn. 34. Hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì. Nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Vớt bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. 35. Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng. Khi tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng, thì bất an rối loạn sẽ nhảy vào. Khi thấy được bất an rối loạn này, thì an tịnh tĩnh lặng sẽ trở về. 36.
Phật giáo là đạo của tâm. Thế thôi, người nào đào luyện tâm, người đó thực hành Phật giáo. 37. Khi đèn mờ, bạn không thể thấy màn nhện dân ở góc phòng. Nhưng lúc đèn sáng, bạn có thể thấy rõ ràng để quét sạch đi. Cũng vậy, khi tâm trong sáng, bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ. 38. Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể mạnh, phải bắt cơ thể vận động. Nhưng muốn tâm mạnh, phải giữ tâm đứng yên. 39. Vì không nhìn thấy chính mình, nên người ta làm mọi điều sai lầm. Họ không nhìn vào chính tâm mình. Khi sắp làm điều gì sai quấy, họ nhìn trước, ngó sau, xem thử có ai nhìn thấy không. Mẹ mình thấy không? Chồng mình thấy không? Vợ mình thấy không? Con mình thấy không? Nếu không ai thấy, họ vội làm ngay. Đó là họ tự nhục mạ chính mình. Có một điều họ quên mất là chính họ cũng đang nhìn thấy họ đấy. 40. Hãy dùng tâm để nghe giáo pháp, đừng dùng tai. 41. Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bó súng ống để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo pháp. Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả, mà chiến đấu để chinh phục chính tâm mình. Kiên trì chống lại mọi tình cảm xúc động của chính mình. 42. Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ những nguồn nước dơ bẩn trên mặt đất và bốc hơi mà thành. Thật kỳ lạ làm sao? Đối với phiền não, tâm bạn cũng có thể làm được như vậy nếu bạn để nó làm. 43. Đức Phật dạy chúng ta hãy xét đoán chính mình mà đừng xét đoán kẻ khác, dầu họ tốt xấu thế nào đi nữa. Đức Phật chỉ cho ta con đường và nói, chân lý là như vậy đó. Tâm ta có được như vậy không? Thầy Viết Đinh đã tạm chấm dứt, chúng con cũng thỉnh thường và giúp đẳng trở lại. Một thích thầy nhé. Cảm ơn cô Lan Trang Nguyệt. Thưa quý vị, chúng tôi có thấy Chư Phật Tự Siêu vào trong room. Không biết bây giờ quý vị có còn thấy được Chư Phật Tự Siêu không? Hy vọng là lát nữa Chư Phật Tự Siêu sẽ trở lại. Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn cô. Dạ đúng 8 giờ. Dạ. Nhưng mà chúng ta cứ nói chuyện. Nếu lát nữa Chư Phật Tự Siêu vào đó, thì chúng ta sẽ thử Chư Phật Tự Siêu giảng. Bởi vì ở trong cuốn sách này có lẽ là, như quý vị thấy, phần lớn là những câu phương ngôn. Bởi vì khi mà giảng thì rất là dễ dàng. Câu 30 ngày trên trang này nói rằng chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là Tâm của Chính Mình. Dĩ nhiên là với một người nào đó, nhất là những người mê sắc, thì nghĩ rằng mình phải có sách vở, mình phải có thư viện, chứ làm thế nào để Dạ, thấy Chư Phật Tự Siêu vào rồi. Bây giờ không biết là, xin được hỏi là, không biết Chư Phật Tự Siêu có nghe được không? Nếu Chư Phật Tự Siêu nghe được, kính thỉnh Chư Phật hoan hỷ giảng cho bài học ngày hôm nay. Bây Chư Phật Tự Siêu, Chư Phật có nghe được không? Dạ, kính không thỉnh Chư Phật Tự Siêu.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay lớp học sáng chúng ta học tiếp theo cái tác phẩm của Ngài Ajahn Chah. Trong vấn đề xin lỗi quý vị, chúng tôi nghe điện thoại bên chùa xử lý chút xíu. Alo, xin lỗi. Xin lỗi quý vị,
nó cũng khó cho chúng tôi ở chỗ là thuyết pháp thì thuyết pháp, nhưng mà bận rộn thì vẫn bận rộn. Do vì chúng tôi đang tái thiết cái chùa Xử Lý, cho nên có những chuyện mà ở bên kia không thể giải quyết được, phải điện hỏi ý kiến. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay đó. Như chúng tôi đã nói là mục đích của cái đoạn trích dẫn này là ngày Chanh Cha, ngày nói đến cái tâm. Nhưng mà có chỗ chúng ta cũng phải chú ý, cái câu mà nói rằng phiền não là đau khổ chứ không phải cái tâm đau khổ. Chúng ta chẳng biết gì về tâm và cái gì là phiền não. Thưa quý vị, cái câu nói này khi mà thoáng nghe qua đó, thì chúng ta hiểu, chúng ta thấy không có vấn đề. Nhưng mà xét cho kỹ theo A Tỳ Đàm đó, thì cái cách đối của Ngài đó, thì Ngài loại ra phiền não là khác mà tâm là khác. Kỳ thật thì phiền não nó tương ứng với tâm. Chúng ta chỉ có thể nói như thế này thì đúng. Cái tâm phiền não đem đến sự đau khổ chứ không phải là hoàn cảnh vật chất làm cho mình đau khổ. Nói như vậy thì đúng, quả thật vậy. Tâm có ba loại: kusala citta là tâm thiện, kusala citta là tâm bất thiện, và abhyakata citta là tâm vô ký. Cái tâm thiện là cái tâm tương ưng với những thuộc tánh, hay gọi là tâm sở, cetasika, với những thuộc tánh tịnh hậu. Thì cái tâm thiện đem đến sự an lạc, tạo ra cảm giác an lạc. Còn khi mà khởi lên cái tâm bất thiện, cái tâm bất thiện này nó tương ưng với phiền não. Nó rộng hơn là 14 cái tâm sở bất thiện, si vô tà quý phóng dật, tham tà kiến mạng, sân tật lẫn hối, hôn trầm thủy miên và huệ nghi. Thì chính cái tâm mà tương ưng với phiền não đó, cái tâm này mới làm cho nó bị đốt nốt. Nếu một con người
gặp những cái hoàn cảnh éo le, ngang trái, nhưng mà người đó dùng cái trí tuệ để suy nghĩ, thấy được cái chân lý ở trong cái cuộc sống là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì ngay trong lúc đó, cái hoàn cảnh ở bên ngoài, người ta nhìn vào, người ta nói mình đang, người đó đang gặp khổ. Nhưng kỳ thật chính bản thân người đó là người có sự tu tập. Nếu người đó đang khởi lên cái tâm thiện để đối phó hoàn cảnh, để suy nghĩ việc, để đối diện với việc, với hoàn cảnh, thì người này họ không có sự đau khổ. Chỉ có người khi mà đối diện với cái kịch cảnh mà người này khởi lên tâm phiền muộn, ham muốn hoặc là tuyệt vọng, sầu ưu, thì người đó là người đang sống trong cái sự đau khổ. Chúng ta phải hiểu hai cách đó. Cho nên cái câu mà nói phiền não đau không phải đau khổ, thì cái điều này chúng tôi cũng xin nhấn mạnh với quý vị là tâm là nói chung, tâm bất thiện là tâm tư duy với phiền não. Cái tâm đó mới đau khổ, tâm đó là tâm đau khổ. Còn cái tâm tương ưng với quẩn thiện như là tính niệm tạm quý vô tham vô sân, trung hòa, tịnh thân tịnh tâm, thích thân thích tâm, nhu thân nhu tâm, thuận thân thuận tâm, chánh thân chánh tâm, bi tùy hỷ và tuệ, trí tuệ, thì như vậy cái tâm này là cái tâm trong sáng, đem lại cái sự an lạc. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy cái tâm bất thiện nó sẽ làm cho mình đau khổ như thế nào. Có đoạn Ngài nói thế gian đang ngùn ngụt chán, trong sự nóng bỏng này tâm thay đổi từ yêu sang ghét, tức là chỉ cho tâm tham rồi nó chuyển sang cái tâm sân. Trong tâm tham có phiền não, tâm sân có phiền não, yêu sang ghét. Thích và không thích, cái đó là cái tâm đem đến sự đau khổ. Rồi biết cách làm cho tâm an tịnh, tĩnh lặng sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế gian. Quả thật như vậy. Trong Pháp Cú Kinh Phẩm Tâm Đức Phật Ngài có dạy rằng Dunika Hassa là hồ đô Yathaka Mát Dipatino Chitasa Damatho Sathu Chitang Dantang Sukha Vahang. Khó nắm giữ khinh động, cách dục quay cuồng, lần thai điều phục tâm, tâm điều đem đến lạc. Cái tâm này vốn
là danh pháp. Cho nên không có nắm bắt được bằng tay, không có xúc chạm được, không có nắm được. Và vì là danh pháp cho nên như là chúng ta nói hôm nay là trừu tượng, nó chỉ có danh mà không có, không có hình sắc. Mình thấy nó nhẹ nhàng, gọi là khinh động. Chittasadabhato sathu, lần thay điều phục tâm, tức là nếu mà tâm mình dạy được, huấn luyện được cho theo cái thiện pháp đó, thì cái tâm chích tăng đen tăng sức khai quả hăng, cái tâm mà được huấn luyện để làm cho tâm an tịnh, tĩnh lặng, thì nó sẽ đem đến cái sự an lạc, cái lợi ích. Hoặc một câu của Đức Phật này nói rằng là sự đốt là sang suni punang yathakama nipakinang chitang rakhe tha me tha vi chitang kutang sukha vahang. Tâm khó thấy vì tế theo tác dụng quy cùng người trí phòng hộ tâm, tâm hộ đem đến lạc. Cái tâm này là danh pháp, không có thấy được, không có nhìn thấy bằng mắt được, rất là vi tế, rất là tinh vi. Và tâm này bất cảnh, nó quay cuồng theo các dục ở khắp mọi nơi, sắc thinh khí vị xúc pháp, cảnh nào cái tâm cũng hướng đến được. Aramade namatiti nama namang, hướng đến cảnh gọi là danh, tức là tâm. Bậc trí phòng hộ tâm, cái tâm được phòng hộ đem đến cái sự an lạc. Ở đây ngài nói rằng nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai mở trong tâm bạn, tức là nói đến cái tâm thiện hợp trí, tâm thiện tương trí, thì bất kỳ ở nơi nào bạn nhìn đến cũng đều là chân lý. Tức là khi mà cái tâm thiện sanh khởi tương trí, nhìn cảnh sắc, nghe cảnh thinh, vân vân, thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, thì ở đâu cũng đều thấy được cái chân lý là cái gì là pháp hữu vi, cái đó là vô thường. Cái gì là vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thôn theo ý muốn thì cái đó là vô ngã. Thấy được cái chân lý đó, chân lý ở khắp mọi nơi, hãy chỗ nào có hiện hữu cái pháp hữu vi ấy, thì đó là cái chân lý. Cái pháp chân đế chúng ta gọi là paramattha satya. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì cái chỗ mà chúng ta tu tập đó, cái điều mà chúng ta tu tập là chúng ta tu tập cái tâm,
Tâm vốn là tĩnh lặng, an tịnh. Khi mà tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng thì sự bất an rối loạn nó sẽ khởi lên. Tức là muốn nói rằng là bình thường đời sống của chúng ta, những cái tâm hộ kiếp phá quan gác chết tác nó sanh khởi trong một giấc ngủ. Cái diễn biến cái tâm hộ kiếp thì giấc ngủ sẽ là ngon. Nhưng mà vừa khi có động tĩnh ở bên ngoài, cái cảnh thinh đó nó tác động làm cho mình thức giấc. Và khi thức giấc như vậy thì tâm nó sanh khởi, tâm khách quan nó sanh khởi, có thể là cái tâm phiền não, tâm tham, tâm sân, tâm si, gọi là cái tâm nó ra khỏi cái sự tĩnh lặng. Thì lúc đó cái sự bất an nó sẽ khởi lên. Còn khi mà nhìn thấy được, mình có chánh niệm á, nhìn thấy được cái sự bất an rối loạn này thì an tịnh tĩnh lặng nó sẽ trở về. Cái đó là công án của thiền, thưa quý vị, công án của thiền. Những người tu tập nếu mà chúng ta biết một vài cái công án thiền thì nó cũng đỡ lắm, thưa quý vị. Khi mà hiểu Phật pháp, nhất là mình bén nhạy chánh niệm, vừa khi mà tâm nó rối lên rồi, mình thấy có cảm giác bất an, bất an từ thể xác cho đến tâm hồn, thì ngay trong lúc đó chánh niệm biết rõ cái nguyên nhân gì xảy ra, rồi mình sẽ xử lý, nhổ lên. Chúng tôi gọi đó là cái khối u của nội tâm. Khi mà chúng tôi đang bị căng thẳng vì công việc, vì có những điều phiền toái trong cuộc sống mà chúng tôi cảm thấy nó bất an, ăn không được ngon, không được nhiều, ngủ không được yên giấc, thì ngay lúc đó chúng tôi bảo với các vị khác, khi các vị hỏi thăm sức khỏe thì chúng tôi nói trong tâm tôi đang có bị những cái khối u, thì chúng tôi tìm cách để chúng tôi giải phẫu những cái khối u đó. Khi mà giải phẫu được những cái khối u phiền não đó đó, thì lúc bây giờ tâm trở lại nhẹ nhàng. Mà tâm nhẹ nhàng thì thân thể nó khỏe, thưa quý vị. Lẽ ra sáng hôm nay đó, chúng tôi cũng giống như ngày hôm qua, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ thì chúng tôi không vào room để giảng được rồi. Bởi vì tâm nó đang có cái khối u làm cho bất an về công việc. Nhưng mà từ sáng giờ chúng tôi giải quyết, chúng tôi đã giải phẫu được một cái khối u trong cái khối u, cho nên tạm thời nó ổn định, chúng tôi mới vào room để thuyết pháp được cho quý vị nghe. Cho nên chúng ta phải hiểu Phật giáo là đạo của tâm. Ngày Ajahn Chah ngày nói như vậy: người nào mà đào luyện được tâm, người đó là thực hành theo Phật pháp. Thì ở đây người thực hành theo Phật giáo là lời dạy của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật. Mà chư Phật ba đời ngài đều dạy là sapapa passa akaranam kusalasa upasampada sacitta pariyo tapanam etam buddhana sasanam, không làm mọi điều ác, thực hành các việc lành
giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật. Thì trong ba câu đó, đó, nếu mà chúng ta tu tập đào luyện tâm, giữ cái tâm thanh tịnh, giữ cái tâm trong sạch, thì đó là chúng ta thực hành theo lời dạy. Nhưng mà chúng ta muốn đào luyện tâm đó, là chúng ta vừa phải có chánh niệm mà vừa phải có trí tuệ sáng suốt, chúng ta mới nhận ra được cái nào là cái khống quế phiền não. Ngài Trân Cha ngài nói rằng khi đèn mở, khi đèn bị lờ mờ, bạn không thể thấy mạng nhện giăng ở góc phòng, nhưng lúc đèn bật sáng, bạn có thể thấy rõ mạng nhện để mà quét sạch đi. Cũng vậy, khi tâm trong sáng, bạn sẽ thấy rõ phiền não để trừ khử. Cái tâm trong sáng này là cái tâm chánh niệm tỉnh giác, sati sabbacchanya, hay là niệm và tuệ. Đây cũng là một công án thiền, và chúng ta phải học cái cách đó để chúng ta đào luyện tâm, huấn luyện tâm. Ngài còn nói thêm rằng huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn huấn luyện, muốn cơ thể được mạnh khỏe thì bắt cơ thể để vận động. Như cơ thể, nếu mà chúng ta cứ nằm hoài đó thì cơ thể nó sẽ bạc nhược, sẽ yếu đi. Do đó chúng ta phải đi, phải làm việc, phải vận động, phải thao tác, phải thể dục, thì như vậy cơ thể nó mới khỏe được. Cái đó là huấn luyện thân, huấn luyện cơ thể. Nhưng mà huấn luyện tâm đó thì khác, ngược lại. Muốn tâm mạnh thì phải giữ tâm đứng yên. Cái điều này quý vị nên nhớ là cần phải hiểu một cách chính xác khi nói đến cái sự huấn luyện tâm là phải giữ tâm đứng yên. Đứng yên ở đây chứ, tức là tâm không bị dao động bởi các cái phiền não, không bị phóng dật. Nói một cách khác, tức là không bị năm triền cái nó chi phối, không bị tham dục chi phối, sân hận chi phối, không bị hôn trầm thị mi chi phối, không bị trạo cử hối tiếc chi phối, và không bị quậy nghi chi phối. Nếu tâm này nó bị tham dục chi phối, giống như nước mà có màu, làm cho nước bẩn. Tâm mà bị sân hận chi phối thì cũng giống như nước, nó quá nóng mà nó sôi bọt lên, nó cũng bẩn. Hoặc là tâm mà bị hôn thụy chi phối, tức là bị hôn trầm thị miên, giả dự lừa biếng, thì cũng như nước đóng rong vậy thôi. Nước tù động, cái nó sanh ra rong rêu, và nước nó vừa bẩn, nó không có trong sáng. Tâm mà bị trạo cử chi phối, tức là bị phóng dật, hối tiếc, thì nó cũng giống như là nước mà dậy sóng, nó
nó nổi sóng thì cái mặt nước nó bị dao động, nó không có sáng, không có sáng trong được. Rồi tâm bị hoài nghi chi phối đó, thì cũng giống như nước khuấy bùng, nó đục ngầu, nó cũng không có trong sáng được. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái câu mà nói rằng muốn tâm bệnh thì phải giữ tâm đứng yên, là đừng cho nó bị dao động bởi ngoại cảnh, nó đừng dao động bởi ngoại cảnh. Chính nhờ chánh niệm và chánh định thì như vậy gọi là sự huấn luyện, huấn luyện tâm. Cái tâm được điều phục, tâm được huấn luyện thì nó sẽ có nhiều cái lợi ích cho chúng ta. Thí dụ khi mà chúng ta đọc một quyển sách mà chúng ta hiểu được là do tâm đọc quyển sách chứ không phải là do con mắt, con mắt đọc. Dù cho chúng ta có mở mắt nhìn vào cái hàng chữ, từng hàng hết trang này đến trang khác, nhưng mà lúc đó tâm rối, nó suy nghĩ đâu đâu, thì lúc đó chúng ta có lấy con mắt để mà đọc những cái hàng chữ chúng ta cũng chẳng hiểu gì hết. Cho nên phải đọc, đọc bằng tâm, tức là có cái sự chú ý lắng động tâm ở trên cái hàng chữ đó để suy nghĩ, như vậy mới hiểu được. Cũng vậy, hãy dùng tâm để nghe pháp chứ đừng có dùng lỗ tai. Tương tự như thế, là khi mà ngồi nghe pháp, chẳng hạn như quý vị ngồi nghe thế này, quý vị cứ nhắm mắt lại và tâm nghe pháp thì quý vị sẽ hiểu được cái vị giảng sư nói cái gì và ý nghĩa đó là như thế nào. Và nếu mà chúng ta cứ mở mắt ra nhìn về chỗ này chỗ kia, chúng ta cứ làm công việc bình thường của mình, mình rửa chén, rửa ly, lau bàn, vâng vâng, chúng ta làm việc trong phòng, cái lỗ tai thì nghe cái âm thanh ơi ới như vậy đó, nhưng ta chẳng hiểu gì hết, nghe từng khúc tiếng được tiếng mất. Do đó cho nên cái tâm mới quan trọng lắm. Cái tâm đọc sách mới hiểu, cái tâm nghe pháp mới hiểu. Còn cái phương tiện của mắt và cái lỗ tai chỉ hỗ trợ cho cái việc thấy, việc nghe thôi. Mà muốn hiểu là phải dùng tâm mới hiểu được. Lại nữa ở đây đó, Ngài cũng nói thêm về cái trường hợp là một người tu tập giống như là một chiến sĩ. Luôn luôn chiến đấu với phiền não. Và nếu mà thắng được cái phiền não, là thắng được trận giặc lòng, thì cái chiến thắng đó mới vinh quang. Chứ còn dùng bom đạn, súng bóng để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài, chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình mới là đường lối của giáo pháp. Có câu Đức Phật Ngài dạy rằng
Ata Hawe Chitang Seyo, tự thắng là tối thắng. Đức Phật này có kể lại một cái câu chuyện tiền thân của Ngài. Cái nguyên nhân là vì lúc đó có một vị tỳ kheo vào xuất gia. Xuất gia chẳng bao lâu cho vị đó chán nản đời tu của quần tục. Quần tục ra rồi sống được thời gian cư sĩ, chán nản đời sống cư sĩ vào tu, cứ trở ra trở vào như vậy cho đến 7 lần. Và đến lần thứ 7 thì vị tỳ kheo này tự cảm thấy hổ thẹn với cái sự đi ra đi vào trong giáo pháp, cho nên vị này quyết tâm và vị đã chứng quả là các vị tỳ kheo khác đem cái chuyện đó đến bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài xác nhận, sau khi Ngài xác nhận vị đó là vị đã chiến thắng được lòng mình, rồi Ngài cũng nói thêm rằng: như này các tỳ kheo, vị tỳ kheo này nay sống ở trong giáo pháp có Như Lai hướng đạo, vị đó thắng được trận giặc lòng như vậy thì cũng là cái chuyện bình thường. Ở xưa kia bậc hiền trí ở trong cái thời kỳ không có giáo pháp, không được ai hướng đạo, nhưng mà vị đó vẫn có thể tự chiến thắng được lòng mình. Đức Phật nó kể được cái tiền thân của Ngài, khi mà Ngài lúc đó có một vị đạo sĩ, Ngài xuất gia làm đạo sĩ tên gọi là Đà La Cát. Gọi của Đà La Cát vì cái vị đạo sĩ đó có một cây cuốc, cái cuốc để cuốc đất đó, cuốc đất trồng rau đó thôi, làm cái công việc gọi là trồng rẫy, lên liếp trồng rẫy. Vào mùa mưa đất xớp và trồng rau cải, nó xanh sôi nảy nở và thu hoạch được nhiều, thì cái người nông dân đó cảm thấy thích thú. Nhưng mà cho đến vào cái mùa khô, mùa nắng hạn đó, thì trồng rau nó không có tốt, đất khô cằn. Cho nên vị đó chán với suy nghĩ rằng: thôi thì bây giờ mình hãy đi xuất gia làm đạo sĩ đi, sống yên tĩnh hơn. Vị đó mới đem cái gói hạt giống vào cây cuốc, cất ở một nơi đó, rồi vị đó xuất gia làm đạo sĩ. Nhưng rồi một năm trôi qua, đến cái mùa mưa thì vị đó lại nhớ đến cái vụ mùa do trồng rẫy vào cái mùa mưa, vị đó mới vừa tục lấy cây cuốc với cái hạt giống, với hạt giống trở về nhà và tiếp tục trồng rẫy. Cứ đi ra đi vào như vậy đó, hết làm đạo sĩ tới làm thường dân, làm đạo sĩ là làm thường dân, làm đạo sĩ rồi làm nông dân, cứ gì. Cuối cùng lần thứ 7, vị đạo sĩ của Đà La Cát mới suy nghĩ rằng: sở dĩ mà ta không có tu tập trọn vẹn được là do vì bị vướng bận cái cuốc và cái hạt giống. Nhưng mà hai cái vật này thì nó gắn bó với ta, bỏ đi thì tiếc uổng lắm. Vị này cứ đấu tranh, cuối cùng thì vị đạo sĩ dứt khoát đem cây cuốc ra đến bờ sông, nhắm mắt lại và ném cây cuốc xuống sông. Khi mà
ném được cái cuốn xuống sông, vì đó nói ta đã thắng, ta đã thắng. Lúc đó đức vua Paranasi sau khi đi thảo phạt bọn phiến loạn ở biên thùy trở về ngang qua cái khu rừng đó, thì chợt nghe cái câu nói ta thắng rồi, ta thắng rồi, đức vua mới cho, mới suy nghĩ rằng chỉ có Trẫm đi chiến thắng trở về mới nên nói như vậy, còn ai đó mà nói chiến thắng là chiến thắng cái gì. Cho nên vua mới truyền lệnh mời vị đạo sĩ đó đến. Vị đạo sĩ đó mới nói rằng là đại vương chiến thắng đó là chiến thắng giặc ở bên ngoài, còn bần đạo chiến thắng là chiến thắng giặc, trận giặc lòng ở bên trong. Rồi vị đạo sĩ mới kể lại chính do cái sự vướng bận phiền não về đời sống của người tại gia cư sĩ, bởi do cái cuốc này mà bần đạo phải cứ quần tục rồi tu tu rồi quần tục mấy lần như vậy. Hôm nay thì bần đạo dứt khoát ném cái cuốc xuống sông rồi, nghĩa là tu luôn đó. Cho nên bần đạo cảm thấy rằng bần đạo đã chiến thắng được nội tâm, mới thốt lên như vậy. Ông vua nghe cũng quan hỷ quá, ông nghĩ rằng vị này thắng được cái khó thắng, thắng được điều khó thắng. Ta chiến thắng ở bên ngoài thì dễ, nhưng mà thắng giặc lòng thì khó. Cho nên vì ông vua ông đảnh lễ vị đạo sĩ đó, ông hứa hẹn sau khi về triều ông truyền ngôi lại cho thái tử, ông ngủ vào rừng, ông xin xuất gia làm đạo sĩ. Rồi quần thần một vài một số vị đại thần cũng xin xuất gia, và đạo sĩ Bồ Tát á, mới hướng dẫn cho họ tu tập thiền và chứng thiền chết sinh cõi Phật. Những cái câu chuyện như vậy đó thưa quý vị, nó cũng gợi ý cho chúng ta rất nhiều. Hễ mà chúng ta thắng được cái tâm ô nhiễm của mình đó, cái tâm phiền lụy của mình, chúng ta nội tâm mình đó là cái sự chiến thắng vinh quang nhất. Mà nếu người chiến thắng được nội tâm đó, thì cái này mới đem đến cái sự an lạc. Cho nên ở đây trong Pháp Cú Kinh cũng có kể lại cái câu chuyện khi đó tại cái ngôi làng Matugamak có một vị tín nữ, có cái bà đại tín nữ vốn là bậc A-la-hàm, bà đắc thần thông, có tha tâm thông. Cho nên ở làng bà có xây dựng cái ngôi chùa để thỉnh thoảng có các vị tỳ kheo từ ở phương xa đi ngang qua cái địa phương tới cái mùa ăn cư hạ vào, mới thỉnh vào để ăn cư kiết hạ mùa mưa. Ăn cư mùa mưa xong, trong thời gian đó thì bà cúng dường hộ độ cho các vị về thức ăn thức uống đầy đủ. Hễ mà vị nào cơ địa thích ăn lạ, thích ăn ngọt, thích ăn mặn thì bà cúng dường y như vậy, bà biết tâm hết. Cho nên các vị tỳ kheo đó có được cái Avasasapaya là bậc thật thích hợp, và cái thú xứ thích hợp, pháp thích hợp, bạn lưỡng thích hợp, thì các vị chứng A-la-hán. Ra hạ các vị trở về bạch với Đức Phật, tán thán và đại tín nữ đó. Một vị tỳ kheo hơi tò mò, vị tỳ kheo mới xin Đức Phật cho đi đến đó để tu. Khi mà đi đến chùa vắng vẻ vậy, vị tỳ kheo mới nghĩ rằng ta mới vừa đến, các nước nếu mà bà tín nữ đó bà biết tâm ta thì bà sẽ cho người đem nước dễ khác đến. Thì vừa khởi lên tư tưởng vậy, lát sau thì có gia nhân của cái bà tín nữ này đem thức uống lại cho bà, cho vị tỳ kheo đi dùng.
Vị tỳ kheo đó mới khởi lên tư tưởng, ta muốn lưu trú ở đây, mà bây giờ trú xứ liêu cốc dơ bẩn, phải chi mà bà tánh nữ có biết để cho người đến quét dọn, thì chút xíu nữa thì có người nhà của bà tánh nữ đó đi đến để quét dọn liêu cốc. Cứ như thế thì kheo khởi lên tư tưởng gì thì bà tánh nữ đó biết cái tư tưởng đó. Vì thì kheo này bất chợt suy nghĩ không ổn rồi, nếu mà ta khởi lên cái dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy đó, có những suy nghĩ quý thì bà tánh nữ bở sẽ biết được tâm ta, thì như vậy thì hổ thẹn quá. Cho nên vị tỳ kheo này liền bỏ cái chùa đó mà đi về đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi sao ngươi không ở đó? Bạch Đức Thế Tôn, con đến để xem coi bà tánh nữ này có biết được tâm của vị khác thật hay không. Nhưng mà đúng thật là như vậy, cho nên con sợ quá. Vì nếu mà không khéo quá, con khởi lên cái tâm bất thiện mà bà biết được, cũng giống như là tên trộm mà bị bắt quả tang. Thì Đức Phật dạy ở cho nên ở, người chỉ cố gắng làm sao giữ được cái tâm của mình, phục được tâm của mình, đừng để cho những cái tư duy bất thiện sanh khởi, là tốt đẹp tương lưu. Thì vị tỳ kheo đã quỳ trở lại, từ sáng cho đến chiều vị đó cứ thu thúc bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, không dám để cho tư tưởng sinh khởi. Chỉ có một hai ngày sau là vị đó chứng quả La Hán. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài mới dạy cái câu mà tâm khó thế tế vị theo các dụng quê cù, người trí phụ hộ tâm, tâm hộ an lạc đế. Cái bài học hôm nay thì chỉ chung quanh ở trong vấn đề là cuộc sống của chúng ta đau khổ hay hạnh phúc, sầu buồn hay yên vui là cũng do tâm mà ra cả. Cho nên tu tập là chúng ta phải giữ tâm. Nếu mà trước cái đại dịch chúng ta khởi lên cái tâm lo âu, sợ hãi, hốt hoảng, thì như vậy chúng ta sẽ sống trong cái sự khổ. Chúng ta chưa có bệnh, cái khổ vì bệnh nó chưa có phát sinh, mà trước tiên là khổ vì sợ hãi nó phát sinh rồi. Do đó cho nên chúng ta cứ giữ tâm an bình bằng cách là chúng ta cứ trú trong thiện pháp, vô tham vô sân vô si, và dùng cái trí tuệ để chúng ta nhìn cái sự vật ở đời, thấy là vô thường, khổ đau, vô ngã, luân hồi là đau khổ, vân vân. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy thì tâm chúng ta sẽ được an lạc, nó bình ổn thôi thưa quý vị. Thì hôm nay đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều trong ý nghĩa của bài học mà trích dẫn từ cái bài viết của ngài Achancha. Ở đến đây thì cũng vừa với thời gian, chúng tôi xin dứt lời ở đây. Kính chúc chư tôn đức được mọi sự an lành, và xin chia phước đến tất cả các Phật tử, mong quý vị được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trừng à, từ tập tế siêu. Rất là khoan khỉ là từ tập tế siêu đang bận rộn, nhưng mà vẫn cố gắng vào rùm để chia sẻ đề tài ngày hôm nay. Và rất là mong rằng ở trong mùa đại dịch, cho dù là chúng ta có bao nhiêu điều phải bận tâm, nhưng mà chăm sóc tốt đời sống tinh thần của mình, như ngài Chánh Cha nói là cái tâm của chúng ta rất là quan trọng. Bây giờ thì xin được hỏi là không biết Đại Đức Thế Tri có mặt ở trước máy và có thể tụng cho một thời kinh Tathāgata Sutta bằng tiếng Phạn không? Nếu được thì xin kính thỉnh Đại Đức Thế Tri, và nhờ Đại Đức Nguyên Thông hay là sư cô Trì Duyên Hoàng Hỷ tụng cho một bài tiếng Việt. Sau phần bài tiếng Phạn và tiếng Việt thì chúng ta sẽ trở lại với một ý nghĩa của
Lasuta. À, xin hỏi đến từ chi có nghe được không? Dạ vâng, dạ kính cung trình đến từ chi. Cung kính anh lễ chư tôn đức, kính chào cô tu nữ, thân chào đức Phật tử, xin phép đọc bài kinh Đắt Lá Sút. Panithanato vata yatatha gata sadasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa paramatha paramiyo bancha maha parichage tiso chariya pachima phave gapha vakkan ting cha ting apinikamanang vata na chariyang bodhi ban lan ke mara vichayang sabbanyu tanyana pativetang ana loko taratamme ti sabbe bime bodhagune avacchi twa vesaliya ti subakaran tade suti yamara ting barittang karanto ajasma ananda thero viyakarunna cittang upatthabe twa koti satasahase suchakkawale sudevataya sanam batigan hanti yang cha vesaliyam pure roga manusa duk fikku samputan tigvithang payang khipa mantara thabe siparitantang panamahe yani thaputa ni samagata ni pumma ni vaja ni vantalikhe sape vaputa sumana bhavantu atho visakka ca sunantu pasitang tasmahi puta nisametha sabbe metang karota manusiya pacajari vacharato jaharanti ye paling tasmahi ne rakhata apmata yankinchi vita vahurang vasake suvayang ratanang vanitang anosamang ati tathagate nairam vibhote ratanang panitang hete na sacce na suvati hotu khayang viragang namatang panitang yada chaga sakyamuni samahito na te na thamme na samati kinchi dambi thamme ratanang panitang hete na sacce na suvati hotu yambhota setho Ariwana yesu chin samati manan tarikai nyamaho samati nate Nasamo na vichati dambi thamme ratanang panitang hete na sacce na suvati hotu ye pukkala atasatang basatha chatari eta Niyuga nihonti te dakhineya sugata sasavaka Ete sudinnani mahapala nidambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu ye suppayuta Manasadandhe na nikamino gotamasasanam hite Bati bata matang vigai halatha muthane puting punchamana Idambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu yathing dakhilo bata vingsito siya Chato pikvate pi asambhakambiyo Tatho bhamang sapuramiyo Hariya sachaniya vechak Jabasati dambi sankhe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu ye Hariya sacha Nivipakwa janti dambi rabbanye Na sudesita nikincha bite Antupusa pamata na te pavang Atama mariyanti dambi sankhe Ratanang panitang ete na sacce na suvati hotu Sahagwa sadasana sambada Yataya sutamma chahita bhavanti sakka yaditi vichikichitang chasila patangwa biyadati kinchi chatuha bhaye Ichaweba muto chacha pithana viyapapho katum hidambi sanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu kincha pisokammang karoti bhavakankaye na vacha Ajuda cetasa vapapho sota sabbate chadaya papata disabada savota hidambi sanghe ratanang panitang
ete na sa che na su wa tung ho tung wa na pa gum be yatha po se ta ke im ha na ma se ba tha ma s ming gim he ta tatho ba mang tham ma wa rang a de sa yin ni pa na ga ming pa ra mang hi ta ye dam bi bu the ratanang pa ni tang ete na sa che na su wa tung ho tung wa ro wa rang yu Warado waraharo anuttaro dhamma warang adesa yidam vibhute ratanang panitang etena satyena suvati hotu khinang muranang nawang nati sampavang vara virata citta yatike pavasmin te khinam bija virunthi chanda nibbam tithida yathayam varibo idam visankhe ratanang panitang ete na sacce na suvati hotu yani taputa ni samagata ni pumma ni vaja ni vanta likhe tathagatang deva manu sabuchitang buddhang namasama suvati hotu yani taputa ni samagata ni pumma ni vaja ni vanta likhe tathagatang deva manu sabuchitang Thammang namasama suvati hotu yani taputa ni samagata ni pumma ni vaja ni vanta likhe tathagatang deva manu sabuchitang sanghang namasama suvati hotu. Dạ, con đã đọc xong bài kinh Lato Na Sutta. Kính cung thỉnh sư Nguyên Thông tiếp tục với phần Việt ngữ ạ. Dạ, kính cung thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thức lĩnh sư phụ đọc kinh bài kinh Lato Na Sutta. Panita nato patha yata tha gata sadasa paramiyo dasa upapa ramiyo dasa paramattha paramiyo pancha maha parikshege ti so chariya pakima pave gappa vakang tin cha tin afini kamanang patta na chariyang bồ đề pa lan kê ma ra vi cha yang sa ban nhu tan nha na pa ti ve thang na va lo ku ta ra tham me ti sa be pi me buat da gu ne a va chi tua ve sa li ya ti su pa ka rang ta re su ti ya ma ra tin pa ri tang ka ron to a ya sma a nang da thể ro vi ya ka ru nha chi tang u pa ta pe tua ku ti sa ta sa ha se Chú chắc cà vã lê su đê vã ta giá xa năng pa ti găng hăng chi danh cha vệ sa li dăng pu rê rô ga ma nu sa rước phi xâm ti phi tăng phu dăng khiếp ba măng ta ta ra thay pi pa ri tăng tăng pha na ma hê ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sa bê va phu ta su ma na pa văn tu a thâu pi sa ca cha su nam tu pha si tăng Tasma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ka ro tha ma nu si ya pa cha ya ni va cha rak to cha rang ti ye ba lin tasma hi ne rak kha ta ap ba ma ta yam kin chi vi tăng i tha va hu rang va sa ge su va yang ra ta nang pa ni tăng na no sa mang a ti ta tha ga te Này đàm bi bùa thầy ra ta năng phá nị tăng ế tê nà sạc chê nà su va thi hô thủ khá dân vi ra găng ả má tăng phá nị tăng giá đà chá gà sạc và mu ni. Sa ma hi tô nà tê nà thầm mê nà sa ma thi kiên chi y đàm bi thầm mê ra ta năng phá nị tăng ế tê nà sạc chê nà su va thi hô chú gia thiên đắc. Yang Buddha se to parivanna yesu chin samadhi manantari kanyamahu samadhi na te na samobhi chati idam bi thamme ratanang panitam e te na sakche na suvati ho tu ye pugala atta satang pasatta chaktari e ta ni yuga ni honti te dakineya Sugata sasa waka ete sudina ni mahampala ni idam bisangke ratanang panitang ete na sakche na suvati ho tu yesu payuta manasa danhe nanika minago tamasa sanam hite patipata amatang vigehalada mudani putihana idam bisangke ratanang Pani tăng ế tê na sắc chê na su va thi hô tu gia thiên đa kỳ lô pa tha vin si tô si gia cha thu phi ba tê phi a sâm
bà cầm bí dô ta thù bà măng sơ bù rì sang vò đà mì dô a rì cha sắc cha nì a vẹt cha bà sà chì y đàm bì sang khê rà ta năng bà nì tăng ê tê nà sắc chê nà sú và thi hô tù dê a rì cha sắc cha nì vi pha vò dân thì gặm phi rà bàn nhê nà sú đê chì ta nì kinh cha bì tê hôn thì phu sắc bà mát ta Na te pha văn a ta ma ma di yang ti y đam bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa da sa na sam ba da ya ta ya su tam ma cha hi ta pha văn ti sắc ca ya di thi vi chi 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 tăng cha si la ba tăng va bi ya da thi kin chi cha tu ha pa ye hi cha vi cha cha phi tha na ni áp phá bồ ca tum y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu kiện cha bi so cam măng ca rô ti pa pa căng ca dê na va cha dù đá chê ta xa va áp phá bồ sô ta sa pa ti cha đa và áp phá bá ta đi kê pa đa sa vua ta y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va na pa gùm bê giá tha phu chi tạc ghê ghim ha na ma se pa tha ma smin ghin he ta thu pa măng tham pa va răng a đê sa di nip ba na ga min pa ra măng hi ta ya y đàm bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va ro va ra nyu va ra do va ra ha ro anu ta ro tham ma va răng a đê sa di y đàm bi bua thê ra ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu khi năng pu ra năng na văn na thi sam pha văn vi ra ta chi ta ya chi kê pha va smin tê khi na bi cha a bi run hi chẳng đa ni băng thiền thi ra ya tha văn pa di po y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va an ta li khê ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng bu đề hăng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni đa phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni ma ya ni va am ta li khê ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng đa hâm măng na ma sa ma su va thi hô ta ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni va ya ni va an ta li khê ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng sang gờ hăng na ma sa ma su va thi hô tu dinh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa sư phụ và đạo tràng con đã đọc xong lời xin tathana sutta và con xin trao mai lại cho người kế xin kính mời cô tự nhiên chư vâng xin chân đại tự trì và sư nguyên thông kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử khi chúng ta tụng kinh Tathāgata Sutta kinh Tam Bảo thưa quý vị chúng ta nên hiểu một điều rằng ngày hôm nay đó thì chúng ta có một cái lợi điểm mà người xưa không có nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng có một cái khuyết điểm so với người xưa. Chúng tôi nói cái lợi điểm là nếu chúng ta là người Việt Nam mà vị nào mà có cái niềm tin một chút thì khi tụng kinh Phạn ngữ thì chúng ta rất là hoan hỷ, tính tâm của chúng ta rất là tăng trưởng. Chỉ riêng là nghe âm thanh tiếng Phạn không là cũng hoan hỷ. Đó là cái lợi điểm. Thí dụ như cũng bài kinh đó mà những người Ấn Độ ngày xưa hay bây giờ tụng kinh đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đôi khi giống như chúng ta tụng kinh tiếng Việt đó, cái âm hưởng nó không có lớn như chúng ta. Nhưng mà ngược lại thì ngày nay chúng ta tụng kinh tiếng Phạn đó, đôi khi mình thuộc lòng mà mình lại không có nắm rõ cái ý nghĩa. Thật ra một chục bài kinh, kinh nào cũng giống nhau. Đọc kinh đó là hiểu nghĩa rất là quan trọng, hiểu giá trị của bài kinh. Thật ra thì ngày hôm nay đó, đa phần chúng ta tụng kinh mang tính cách gì trả bài. Ý chúng tôi nói trả bài ở đây nghĩa là mình cố gắng mà học thuộc lòng vậy thì thôi. Và chứ không có hiểu rõ cái lời kinh và không cảm nhận một cách sâu sắc. Vì vậy cũng hy vọng rằng
một số quý Phật tử ở trong mùa đại dịch phát tâm để tụng kinh, học kinh châu báu Ratanasutta, đó là điều rất là tốt. Nhưng mà ngoài cái việc mà chúng ta nhớ, chúng ta tụng, thì chúng ta nên hiểu rõ cái ý nghĩa của lời kinh, thì như vậy cái năng lực của bài kinh sẽ nhiều màu hơn đối với chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại với một vài cái thông tin của mùa đại dịch. Đó là cho đến giờ phút này thì hầu như người ta có một cái ý kiến giống nhau là vẫn chưa tìm ra một cái phương thuốc thật sự để ngừa bệnh và trị bệnh đối với coronavirus. Và điều này rất cho dù là ngày mai này người ta tìm ra được thì phải mất ít thời gian để thử nghiệm xem coi có những cái biến chứng hay có những phản ứng phụ như cách nói của chúng ta ngày hôm nay hay không. Chúng cũng mất rất lâu mới đưa vào thị trường cho mọi người dùng nhiều. Và bây giờ thì người ta có một cái niềm hy vọng ở mức độ tương đối thôi, là kỳ vọng vào cái khả năng kiểm nghiệm, tức là gọi là testing. Test ở đây tức là người ta lâu nay thì họ chỉ test như ở tại Hoa Kỳ á, thì đi sau các nước khác, Hoa Kỳ chỉ test những người mà có những triệu chứng như là sốt hay là thở dốc, khó thở, hoặc giả là mất đi cái vị giác, khứu giác vân vân, tức là có những cái triệu chứng. Còn cái không có triệu chứng thì hầu như là chúng ta chưa có cái khả năng đó. Và mặc dù chính phủ đang cố gắng đẩy mạnh để cái khả năng test nhiều hơn, chúng ta nhớ rất hạn chế. Vì vậy, thưa quý vị, người ta nói rằng mình phải học để sống với đại dịch, và chứ không phải là chúng ta chấm dứt đại dịch rồi. Ngày thưa quý vị, ngày thứ sáu vừa qua đó, ở tại Texas, 1 tháng 5, người ta đã bắt đầu mở cửa, và chúng ta cần theo dõi xem thử có trong vài ngày nữa việc mà lây bệnh đó, nó như thế nào. Hiện nay thì chúng ta có một cái thông tin mà rất là đáng chú ý, mà chúng tôi mong quý vị để ý đó, đó là về cái việc sử dụng khẩu trang đó. Thì có rất nhiều chùa, rất nhiều Phật tử mai khẩu trang tặng người này người kia, nhưng mà đừng quên một điều rằng nếu khẩu trang chỉ là một miếng vải mỏng mang ở trên miệng ấy, thì trong cái thống kê thăm dò hơn 1.000 người đó, và trong 3 cái sự thăm dò giống khác nhau đó, thì nếu chúng ta sử dụng khẩu trang bằng vải thì cái khả năng lây lan nó gấp 3 lần những người không có mang khẩu trang. Dạ, chúng ta nên nhớ như vậy. Thật ra có một vài vị nghĩ là mình mang như vậy để khỏi bị phạt, thì cái đó nó cũng là một cách, nhưng mà nên mang khẩu trang có nhiều lớp. Dạ, nhiều lớp, và đặc biệt là những khẩu trang có thể phòng chống được, chúng ta gọi là khẩu trang y tế đó, surgical mask. Còn cái khẩu trang mà chỉ là miếng vải mà người ta may, có nhiều khi may cho đẹp nữa, thì khẩu trang đó lại không có tốt. Và nếu được đó mình may đó, thì mình nên may nó có một cái nó có 2 lớp ở giữa, chúng ta có thể cắt một cái miếng như lọc cà phê hay là cái lọc của máy hút bụi mà nó có cái tiêu chuẩn gọi là HEPA đó, để vào trong ở giữa, thì như vậy đó thì khẩu trang nó lại tốt hơn, và chúng ta sẽ để sẽ lại. Nhưng mà đặc biệt là những cái khẩu trang xài xong bỏ liền á, nó ít có bị lây nhiễm hơn là khẩu trang sẽ đi sẽ lại. Và nếu khẩu trang sẽ đi sẽ lại mà nó không có nhiều lớp, mà nó chỉ một lớp thôi, thưa vì cái khả năng mà nó giữ những cái giọt nước li ti, giữ virus, nó còn cao hơn. Nó còn cao hơn là chúng ta không mang khẩu trang. Nên về điểm này, quý Phật tử quan nghĩ chú ý. Cho dù chúng ta thích hay không thích thì chúng ta cũng phải sống với COVID-19. Cho dù chúng ta có khó chịu hay là thích nghi, thì thưa quý vị, chúng ta gần như là không có cái sự lựa chọn nào khác hơn là chúng ta bắt buộc phải phải chịu đựng cho đến 1-2 năm nữa. Và quý Phật tử thì lớn tuổi, đi chùa rất là đông,
Dạ, do vì chúng tôi cũng rất là mong quý Phật tử ở trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng cẩn trọng tối đa và những người chung quanh cẩn trọng cho mình. Ở chùa mấy hôm nay chúng tôi có gặp một số quý Phật tử rất, các vị rất là tự nhiên đi chùa, nghĩ rằng hãy đi được là tốt rồi. Thật ra mình không có nên, không có cần phải bận tâm nhiều cái việc mà giữ khoảng cách hay là mang khẩu trang v.v. Mà khi chúng tôi nhắc thì đôi khi một vài vị lại buồn nghĩ rằng tại sao mình bị nghi ngờ là bị lây bệnh. Ở đây chúng ta không nên quan niệm là buồn vui, mà chúng ta nên nhìn cái vấn đề nó một cách rất là thực tế, rất là cụ thể để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người ở chung quanh mình. Thời bây giờ là thời đại của sống với chánh niệm và từ tâm. Từ tâm ở đây tức là mình nghĩ đến những người chung quanh mình, và chánh niệm ở đây là chúng ta luôn luôn cẩn trọng. Hai điều đó nó không phải là vì mặt luân lý đạo đức, mà nó đơn thuần là một cái thái độ tốt để bảo vệ cho mình và những người chung quanh. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bút Đa Đa Ma. Kính trân chư vị giảng sư và chư tăng đã vào rung để chia sẻ. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đem ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được. Với Như Lai thiện thệ do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu, một phối chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phạm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thân ca mâu ni chính pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ưng cung, đệ tử đăng thiền thệ được tri giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân này tu thành muôn hạnh cung. Bằng tu hành tiểu dục quy y trí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn trần xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng Gô Ta Ma kheo thiên nhãn thường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng bao giờ tái
tại thành kia tư tam. Do vậy chúng tăng chung là châu báo thù nhiều, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thâm kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà quật vô hộ tâm Phật lỗi, bần thân lời hay ý cũng không che giấu, được xưng danh hiền tha. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng, lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chặt. Rồi vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, quên không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc ký chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư tiên nhân rồi đảnh lễ và cúng dường, phóng bới chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân rồi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên đấng bậc Như Đức được chư thiên nhân rồi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc.